Rồi xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của Thanh Nguyên Con. Hiện tại là ở đây đang khá là đông, cũng hơi ngại. Rồi thì mình tới đây mình gặp một bạn trong nhóm phát triển chiều cao để tập luyện và gia tăng phát triển chiều cao thành công. Thì có một kết quả rất là rõ rệt, thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu và ở đâu nhỉ? Em tên là Hào, sinh năm 2007, em ở Hòa Bình ạ. Hòa Bình, thì em có chia sẻ với anh là em lại có một cái quá trình tập được lên được 8 cm, là mét 55 lên hiện tại là mét 60 mấy? 63 ạ. Mét 63, mét 55 lên mét 63 ha. Thì em có thể chia sẻ thêm là 8 cm đó là em tập những cái gì và quá trình nó như thế nào? Em tập các bài còn của anh và em có chơi thêm thể thao ạ. Mấy môn như bóng đá, bóng chuyền, với cầu lông. Mất bao lâu mà được 8 cm đó em? Khoảng tầm hơn 1 năm anh ạ. Hơn 1 năm. Rồi, thì em có thể chia sẻ thêm là hiện tại là mét 63 thì em cảm thấy hài lòng chưa? Em thấy là em chưa, nhưng mà em vẫn thấy gọi là bình thường vậy. Thì mục tiêu ước mơ em là 1 mét bao nhiêu? Của em chắc thì em mong muốn chắc trên mét 65 nữa. Rồi, thì sau cái quá trình tập khoảng 1 năm như vậy thì em có cái lời khuyên hay là kinh nghiệm gì đúc kết muốn chỉ cho các bạn không, hay là muốn chúc các bạn trong nhóm phát triển chiều cao tôi gì không? Em theo kinh nghiệm của em tập hơn 1 năm, em muốn khuyên các bạn là các bạn nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không được thức khuya và cố gắng chơi thể thao, mình cố gắng vận động hàng ngày. Và em chúc các bạn mà sớm đạt được chiều cao của mình mong muốn ạ. Rồi còn muốn chia sẻ nữa không, hay là mình phỏng vấn ngắn đánh dấu vậy được rồi? Vâng, em không cần thiết. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like chia sẻ để ủng hộ cho tụi mình nhé. Rồi tạm biệt bạn. Rồi dân em.